Đừng bỏ đi, hãy tận dụng nó. Hãy tận dụng nó. Không hề thôi, ta sẽ làm. Hãy cùng sống xanh. Chào các bạn, trên tay tôi, các bạn thấy không? Đây là hai cục đất. Thế nhưng mà các bạn biết không? Đây không phải hai cục đất đâu. Đây là hai cục phân giun đã được tôi nuôi và áp dụng thành công cái mô hình nuôi giun đất trên các diện tích mà đất chết. Hiện tại là bây giờ toàn bộ khu vực này 20 hecta đều có phân giun như vậy. Trước đây tôi mua một cái mảnh vườn, nó gọi là đất chết. Khi tìm tất cả mọi cách để phục hồi đất, tôi đi được nhiều nơi, tôi thấy một số nơi nó có những ruộng giun mọc lên như bụt mọc. Sau đó là tôi lấy phân giun này, con giun đó về để nhân ở vườn của mình. Lúc bấy giờ cái đất của mình ấy, nó bị ô nhiễm này, chất hóa học cộng với thuốc bảo vệ thực vật. Mình mang về con giun toàn bộ nó chết hết. Sau đó mình phải phục hồi đất. Tôi phải bỏ ra khoảng hơn 200 triệu tiền nuôi giun quế. Đấy, nhưng mà không thành công, không giải quyết được vấn đề. Nuôi thêm rất là nhiều nghìn gà để lấy phân hữu cơ. Mình cuốc cả một cái vườn này với mấy hecta nó không có con giun nào cả. Do canh tác hóa học, thuốc bảo vệ thực vật nhiều thì dẫn tới nó chết hết. Cần phải có những cái sản phẩm nó tốt hơn, tức là cải tạo đất nhanh, làm cho coi như là đất không bị ô nhiễm nữa. Khi mình cải tạo đất xong thì nó tự sống lại. Hiện tại trên vườn mình có khoảng 10 loại giun. Lúc bấy giờ thì mình cũng đã gặp mà thầy Hoàng Sơn Công, cộng với các kiến thức học được của thạc sĩ Hoàng Sơn Công ấy, thì mình lại dùng thêm những cái kiến thức học được áp dụng luôn vào cái vườn của mình. Ủ cá này, ủ thức ăn thừa, ủ với vi sinh IMO giải vào cái khu vực có nuôi giun trước đây, thì cái tốc độ phát triển của giun nó tăng lên rất là nhanh. Hàng ngày ấy thì mình thấy là cái lượng giun nó đùn đất lên rất là lớn. Khi mình nhìn thấy quanh cái khu vực đấy vài mét vuông như thế nó đùn lên hết thì mình rất là hạnh phúc, rất là sung sướng. Thật là tuyệt vời, đúng là bây giờ cái này mình tìm lại được rồi và mình nhân được cái giống con giun này rồi. Mình sẽ dùng toàn bộ phân hữu cơ như phân gà hay là phân bò, rác, các loại phân xanh mình về mình tấp vào đấy. Tập trung nuôi một chỗ. Khi mình ủ phân hữu cơ và các loại rác có lợi, ngoài mục xong bắt đầu mình bón khắp vườn. Trong vòng 2 năm thì vườn của mình 100% là có giun đó. Và tốc độ phát triển nó cũng là cấp số nhân rồi, rất là nhanh. Mình cuốc lên để mình kiểm tra xem con giun này nó to bằng cừng nào, dài như thế nào. Thế thì mình có kiểm tra và cuốc lên thì mình đo được nó dài như này. Nó lại đào sâu xuống dưới, xuống 2 mét, càng ngày nó càng to lên. Con giun này thì mình khẳng định là nó không bị chết. Trước đây ấy, thì chưa có phân giun, cây không lên được, rau cũng không lên được. Tất cả các loại phân vào đấy nó cũng không lên được. Đất nó kiểu như là bị ngộ độc, pH nó rất là thấp, dưới 4 thôi. Từ khi có con giun thì nó lại khác đi. Như cái vườn đầu tiên thì mình phải mất 3 năm. Trước đây là chỉ có 2 hecta, bây giờ lên 20 hecta khu vực này. Toàn bộ bà con xung quanh đều có giun hết. Con giun này rất là hay, nó chỉ tìm những nơi nào làm hữu cơ thì nó mới sống và nó mới đến nó ăn. Rất là tinh, nó cải tạo đất rất là tốt. Mình thường xuyên truyền thông cho bà con nông dân để cùng nhau phát triển một cái hệ sinh thái nông nghiệp bền vững. Đây là phân giun, nó to như đống phân bò luôn. Cái lỗ giun thì nó to bằng ngón tay trỏ này. Khi mưa đến thì cái lượng nước mưa nó sẽ thoát theo cái lỗ giun đó, thì dẫn tới là cái vườn này nó không còn bị ngập như ngày xưa. Và bây giờ thì mưa thoải mái, không còn có nước. Mùa nắng thì nó giảm được cái nước tưới ở trên vườn, bởi vì các lỗ giun chi chít ở bên dưới mà to như vậy thì hơi nước sẽ bốc lên theo cái lỗ giun đó và làm cho đất càng ngày, nói chung là mùa nắng nó vẫn được ẩm, cộng với nông nghiệp sạch phủ nữa thì mình nghĩ là rất là tuyệt vời. Thật sự là trên cái bưởi này của mình là chưa bỏ phân, một năm nay rồi không có bỏ phân, nguồn cỏ tốt này, nên là cái con trùng đất này nó có thể làm xốp đất, nên là thành ra cây của nó cũng dễ phát triển đấy. Chứ còn
thật ra mà nói là như những vùng đất khác hoặc là ngay cạnh bên này thôi, người ta mà không bỏ phân thì cây cối sẽ không được như thế này. Nhưng mà đây mình làm theo cái đời trước, cái chủ trước ấy, họ đã nuôi trồng những cái con côn trùng ở dưới này, thì là bây giờ mình đến đời mình là được hưởng, là mình mua lại cái mảnh vườn này thì mình cứ thế mình duy trì ra, thế là trở thành ra là nó đất nó tốt, nên là cây cối nó rất là phát triển. Đây các anh các chị cứ nhìn xem, kể cả như cây sầu riêng hoặc là cây bưởi hay như cây chanh này thì là hoàn toàn là không hề có một tí phân nào cả, thế nhưng mà cây vẫn được như thế này. Đấy, thì không thể nói bảo là mình nói dối, mà thật sự mà nói thì có mỗi một mình thôi, nên là nhà lại còn chăn dê nữa, mà dẫy thì chạy đi linh tinh cả, nên là nhà mãi ngồi hồi cứ chạy đi chạy lại, này bảo có thời gian để chăm bón cho vườn là cũng không có. Trái cũng có điều kiện. Nhiều cây thì tốt, nhưng mà không biết là ăn thì nó có ngon không? Rất ngon đấy chị. Mà đây là không phải là như này đâu, đây là bán hết rồi. Nếu như cây này thì nó không dưới 100 trái đâu. Như cái trái này nó tầm 1 ký 3 ký 4 này. Như quả này nó phải rơi vào 1 ký 8 đến 2 ký. Ăn mùi vị như nào? Rất ngon đấy chị. Thơm và ngọt lắm. Từ ngày xưa ông cha ta đã thấy rồi, người ta gọi con rún là thợ cày. Chỗ nào có nhiều rún, nó đào mới ở dưới nó làm cho đất tươi xốp. Chỗ nào không có rún rất nguy hiểm, đất chai cứng ngay lập tức. Có độ ẩm, có hữu cơ thì rún phát triển rất nhanh. Chúng ta phải biết là trên thế giới có gần 4.000 loại rún. Ở Úc có một rún, một rún nó dài tới 3 mét. Ở Việt Nam mình có nhiều loại rún. Cái chỗ mà có rún nhiều thì phát triển rất tốt. Nhưng muốn rún phát triển nhiều mà còn phải lưu lại có lá mục, có phân nước, có giải rún. Rún ăn cái phân đó và giữ được độ ẩm thì con giun sẽ giúp chúng ta, thứ nhất là phân giải cho hữu cơ đó, và thành phân giun đưa ra là đốt cây, thứ hai là thông thoáng, cho nên là giữ được con giun phát triển mạnh ở cái vùng cây trồng là hết sức tốt. Nhưng muốn vậy phải tạo điều kiện cho nó đủ thức ăn, đủ độ ẩm. Con giun mà nuôi cho gà, con này chúng tôi đã viết một sách rồi, nhà xuất bản nông nghiệp in, cuốn gọi là cách nuôi giun đất. Con này nó có hai đặc điểm, thứ nhất là hàm lượng đạm rất cao, tới 78%. Cái thứ hai là con giun này sinh sản rất nhanh, mỗi tuần đẻ một lần, mỗi lần ra một cái nang có 20 trứng, 3 tuần sau trứng nở, 3 tháng sau này thì con trưởng thành và tiếp tục đẻ, mà con mẹ sống tới 12 năm, nhưng mà là con cháu ông cha chết cho thế giới hàng chục thế cũng đẻ, tăng đàn rất nhanh. Thế thì con giun này hiện là nuôi để làm thức ăn cho vật nuôi, 3 điều kiện. Thứ nhất là có cái nền cứng, thứ hai là có nguồn phân, thứ ba là chúng ta phải làm nào tránh mưa. Thậm chí chúng tôi làm ngoài trời, chúng tôi lấy thân ngô để xuống giọt được, nhưng đừng cho mưa xối vào. Trong con giun cũng cả được cả cái, nhưng lại không có đường dẫn, cho nên mình nó không đẻ được. Hai con giun gặp nhau, đi ngược chiều nhau, quấn nhau, đực con này chuyển cho cái con kia, đực con kia chuyển cho cái này, và hai con cùng đẻ. Đấy, thế thì nó phải chờ sương xuống, tối xuống, nó mới lên gặp nhau, tìm nhau lại. Vì vậy thì chúng ta làm gì? Chúng ta giả cho nó một cái chiếu rách, hoặc cũng báo tải rách, ở lúc nào cũng tối, lúc nào cũng có thể lên gặp nhau được, cho nên là nó có thể quấn nhau suốt ngày suốt đêm, tốc độ đẻ rất nhanh. Cái điều kiện như vậy là tuyệt vời. Con giun ở dưới là phân, ở trên là ẩm như vậy, tuy là chiếu rách đấy, nhưng đối với giun như vậy là khách sạn 5 sao rồi, nó lúc nào cũng có thể ăn quấn nhau đẻ, ăn quấn nhau đẻ, ăn quấn nhau đẻ, liên tục như vậy thì tăng đàn rất nhanh. Chào các bạn, hôm nay Kiên sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nhân nuôi giống giun đất khổng lồ. Nguyên liệu gồm có giun đất giống, men vi sinh, đất. Các bạn sẽ cần là xử lý đất. Mình đào càng sâu càng tốt nhé, bởi vì con giun này nó sống rất là sâu, đào càng sâu càng rộng càng tốt. Khi chúng ta đã làm đất xong thì mình tiếp tục là rắc men. Men này thì ăn được. Rắc xong thì chúng ta lại đảo. Rồi sau đó chúng ta tiến hành thả giun giống. Sau đó chúng ta tiến hành lấp đất. Tiếp theo chúng ta cần che phủ bằng chuối hoặc là vỏ cây các loại. Sau một hồi thì chúng ta đã hoàn thành nhà cho giun ở. Tuyệt vời phải không các bạn?
Cùng Sống Xanh trân trọng cảm ơn sự đồng hành của nhóm Sống Lành, tòa nhà quốc tế Thăng Long, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.